Như vậy là các thí sinh còn lại đã mất từ giải ba nhưng vẫn còn cơ hội được giải nhất và giải nhì. Chúng ta xin công bố giải nhì, công bố giải nhì. Đó là thí sinh này có tên, có bạn các thí sinh nào có bóng từ nữa không còn cơ hội nữa. Xin chúc mừng thí sinh Phạm Quang Phúc và vẫn còn chân dung của một nhà du lịch, nhà du lịch mà tất cả chúng ta đều muốn mong chờ chờ đợi. Hàng Ngọc Duy là đây là trai. Hàng Phi Hùng em tên gì? Hàng Phi Hùng luôn. Có thể là kết quả các bạn không giống như kết quả của bạn tổ chức, nhưng mà Hùng ơi em cũng rất là cảm thấy vui bởi vì em đã nhận được sự hỗ trợ rất từ khán giả. Hiểu rồi đó. Và chúng tôi sẽ công bố hãy nhất, và chúng tôi sẽ công bố bằng cách là tôi sẽ đi qua đi lại và tôi nắm tay bạn nào tiến lên sân khấu thì bạn đó được giải nhất. Hơi giống hoa hậu đúng không? Chú bảy chưa? Hết thở chưa? Rồi cổ động đi! Cổ động đi! Xin chúc mừng! Xin chúc mừng bạn Hà Ngọc Duy đã xuất sắc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các bạn giám khảo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Mr. Đỗ Thái Hữu, Mr. Chad Sawan và chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chúc tất cả các bạn có một buổi sáng, một ngày nghỉ cuối tuần thật vui.